Chẳng ai dục. Mày đừng có vô đây mày phá. Ôi bạn ơi, bạn sức đề kháng kém là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Ôi bạn ơi, sức đề kháng kém là do không chơi đồ. Nếu bạn chơi đồ thì là đề kháng khỏe. Không bao giờ, không bao giờ bị cúc đâu. Bị không bạn ạ. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Chơi đồ là thuốc bổ mà bạn. Không nào người lệch đâu. Hiểu chưa? Bạn không chơi là đề kháng bạn kém là phải đấy bạn ạ. Địt mẹ mày, thằng danh con này. Mẹ mày được cô nói này, bụ vả vô mồm luôn. Vã cả lồn. Bà con ơi, có cái chỗ, có cái chỗ phải chấp phòng tắm nó mình nhắc thằng Bi. Chỉ có làm thì mới có ăn. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhà tự địt mẹ mày, thằng danh con này. Nếu mà là mẹ mày điên sao nào đâu rồi, đi phạm bố mày đâu rồi, đi phạm đâu rồi, sao nào. Ôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn quán. Tôi náo vô cùng, cứ chửi địt mẹ thằng công an chỉ vào mặt thế này. Tôi chửi địt mẹ công an đây con. Xã hội này sống muốn người ta tôn trọng, mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta quý mình phải quý người ta trước. Còn anh em bạn bè chơi với nhau, có ăn thì tìm đến, có đùn à có đòn thì tìm đi. Những cái loại đấy là ăn em mà ăn anh. Ôi rồi ôi. Yeah. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Cái gì mẹ à.